Hạ Tổng. À, ý của tôi là Hạ Tiên Sinh là họ hàng của Hạ Tổng nhỉ? Đúng đúng đúng, nhìn giống nhau vậy mà. Đúng đúng đúng, họ hàng của Hạ Tổng. Hả? Cùng họ thôi. Nhiều người hỏi quá nên tôi cũng lười giải thích. Thật sao? Ừ. Cái đó chúng tôi còn phải phỏng vấn nữa. Đúng. À, vậy thì chúng tôi không làm phiền nữa. Nè, tôi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Tôi nghe điện thoại cái. Tôi nghe điện thoại cái. CEO, chiếc vòng mà anh muốn Lục Thiếu đã lấy được cho anh rồi. Anh ấy hẹn anh tối nay gặp mặt ở chỗ cũ. Biết rồi. Đinh Đinh, đã hẹn xong tên Trương Đào cho cô rồi. Đến chỗ cũ cho cô xả giận. Tối nay gặp. Được. Khương Tổng gọi. Cô gọi quảng cáo thôi. Tên chó chết Trương Đào sao còn chưa tới nữa? Còn chưa tới giờ mà. Chắc là tưởng cô hẹn anh ta giữ ưng anh ta rồi. Đang sửa soạn. Tôi khinh. Chó cũng không thèm anh ta. Anh ta đến rồi. Nếu như biết cô là thiên kim của thời gia, vậy thì đúng là một vở kịch hay. Đăng gì vậy? Đọc xong một quyển sách nữa rồi à? Thật là một ngày chăm chỉ. Cô cũng không có bị sốt. Trời ơi, cái này là đăng cho văn cảnh với ông xem đó. Nếu như ông bà biết tôi ra ngoài uống rượu, chắc chắn sẽ đánh gãy chân tôi. Ông Thời sẽ không đỡ đâu. Đúng rồi, cô đi phỏng vấn sao rồi? Tôi ra quân không lẽ còn thất bại à? Nhưng mà chỉ là văn cảnh, rớt phỏng vấn rồi. Cái anh mẫu nam nhà cô, tên nghe cũng hay quá nhỉ. Mẫu nam Hoàng Lương vốn dĩ không phải là việc dễ dàng gì. Nếu thật sự không được, cô xem thử cái này đi. Hợp tác sinh con. Ừ. Tôi đùa với cô thôi. Làm gì có mẹ đường mà giàu qua cô nữa. Nhưng mà nghe nói anh ấy nhìn cũng đẹp trai lắm hả? Cô mau nói xem. Anh ấy nhìn thì đúng là đẹp trai đến không chịu nổi luôn. Eo nhỏ, chân dài, mông nảy. Nghe nói mấy người mông nảy được lắm đó. Cô ở chung hai ngày nay thế nào rồi? Cô kích động như vậy làm gì? Hai chúng tôi chia phòng ra ngủ mà. À, trong sáng vậy à? Nhưng mà cũng đúng, cô kết hôn chỉ là để đối phó với ông nội Thời thôi mà. Sớm muộn gì cũng phải chia tay thôi. Đúng, tôi chắc chắn phải ly hôn rồi. Tôi kết hôn cũng chẳng qua là kế sách tạm thời thôi. Đợi đến lúc ông biết tôi không cần dựa vào việc kết thông gia cũng có thể gánh vác được Thời Thị, thì tất nhiên là tôi không cần tiếp tục diễn với anh ta nữa. Thật sao? Tất nhiên. Được rồi. Nè, tôi nghe nói Thời Thị và Hạ Thị đều muốn có được mảnh đất ở ngoại ô phía Tây. Là thật không? Đúng. Mảnh đất đó rất thích hợp để làm khu nghỉ dưỡng. Thời Thị đã ưng ý từ trước rồi. Không ngờ Hạ Thị cũng vậy. Alo. Chúng tôi đang ở bên trong. Anh vào đi. Trương Đào đến rồi. Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút. Được. Ai mà không đỡ ly hôn chứ. Anh đẹp trai thì có đầy đường, không được thì đổi. Nè anh Đào, anh Đào. Anh nói thiên kim của Hứa gia và Thời gia hẹn anh là có chuyện gì tốt sao? Con gái mà hẹn con trai thì còn có thể làm gì được nữa. Anh Đào đúng thật là có phúc hưởng. À anh Đào, sau này một bước lên mây rồi thì đừng quên tiểu đệ này nha. Yên tâm, đợi tôi lấy được thiên kim của Thời gia, nắm trọn tập đoàn Thời Thị rồi, cậu sẽ là trợ lý của tôi. Cảm ơn anh Đào. Vậy thì tôi không làm phiền nữa. Hứa tiểu thư. Hứa tiểu thư, sao lại là cô? Anh xem như cũng đến rồi. Cô còn dám ra đây à? Tại sao tôi lại không dám chứ? Nếu như không phải cô quyến rũ tôi, tôi có thể rơi vào bước đường này à? Anh nói như vậy có phải địa ý không ra, cô phải trách trái đất không đủ lực hút không? Cô đừng tưởng chỉ có cô mới có người chống lưng cho.
Cái đồ ngu ngốc nào lại đồng ý giúp anh? Cái đồ trong đầu toàn là phân chứ. Cô dám chửi thiên kim của thời gian là đồ ngu hả? Thiên kim của thời gian? Chắc không phải anh tưởng thiên kim của thời gian thật sự ưng anh rồi chứ? Tối nay chính là thiên kim của thời gian chủ động hẹn tôi. Đợi khi tôi lấy được thiên kim của thời gian rồi, tập đoàn thời thị chỉ cần tôi nói một tiếng là được. Anh ở đây nằm mơ giữa ban ngày à? Bây giờ cóc ghẻ thật dám nghĩ. Nếu như cô đắc tội với tôi, chính là đắc tội với thời gian. Ngược lại tôi muốn xem thử Hạ Thị có sẽ vì cô mà đắc tội với thời gian không. Chuyện này liên quan gì đến Hạ Thị? Còn giờ dịch nữa, người đàn ông đó của cô không phải chính là... Dừng, mở miệng toàn là nói tục, không có chút lịch sự nào. Cái đồ ngu ngốc anh, không phải đến giờ vẫn không đoán ra tôi là ai chứ? Cô là ai? Người theo đuổi anh đó, đại tiểu thư của thời gian. Cái gì? Hứa tiểu thư, không phải là cô đang đùa chứ? Cô ta sao có thể là thiên kim của thời gian được? Ai rảnh mà đùa với anh? Tôi cô mới nãy không phải lớn giọng lắm sao? Tiêu rồi, trước thì đắc tội với Hạ gia, bây giờ lại mạo phạm đến thiên kim của thời gian, ba mẹ sẽ đập chết mình rồi. Thời đại tiểu thư, mới nãy tôi chỉ là ăn nói ngông cuồng. Cô quân tử không trách kẻ tiểu nhân, cứ xem tôi là cái rắm. Mặc kệ đi. Vậy thì sao được? Anh đi khắp nơi nói với mọi người tôi là người theo đuổi anh. Nếu tôi còn không làm gì nữa thì không phải là phí cả tâm tư của anh rồi. Cô ấy muốn mình làm gì vậy? Cô ấy ưng mình rồi. Thời đại tiểu thư, cô không cần làm gì tôi cả. Có thể lọt vào mắt xanh của thời đại tiểu thư, tôi đã rất... Nói dớ dẫn gì vậy? Alo chú Trần, chú phong sát một người trong toàn ngành giúp con. Ừ, tên là Trương Đào. Ba của anh ta là trưởng phòng nhân sự, vừa bị Hạ Thị cho thôi việc đó. Thời đại tiểu thư, tôi sai rồi. Tôi thật sự biết sai rồi. Cô tha cho tôi đi mà. Ồ mào, mau cút ra ngoài. Thời đại tiểu thư, tôi vẫn còn trẻ, cả nhà tôi còn đợi tôi đem tiền về nuôi nữa. Tôi không thể bị phong sát như vậy đâu. Anh buông tôi ra. Lúc trước anh suy nghĩ làm sao? Đây nè, trái tim biển cả mà anh kêu tôi lấy về 1 tỷ đô. Nhớ chuyển vào tài khoản tôi đó. Lục tổng cứ yên tâm, lát nữa tôi sẽ cho người chuyển cho anh. Trợ lý Khương làm việc thì tôi yên tâm rồi. Món trang sức này có phải tặng cho mẹ kế trong nhà anh không? Cút. Tôi tặng cho vợ tôi. Vợ à? Anh kết hôn rồi hả? Với ai vậy? Lúc nào? Sao tôi không biết gì cả? Không phải chứ, tôi cũng đâu kết hôn với anh. Anh kích động cái gì chứ? Ai muốn kết hôn với anh chứ? Không phải, không phải. Anh kết hôn với ai vậy? Hả? Lúc trước anh nghĩ cái gì? Ninh Ninh. Thời Ninh, nếu như cô dám không chịu đường sống cho tôi sẽ cho cô chết. Ninh Ninh, nếu như cô dám không chịu đường sống cho tôi sẽ cho cô chết. Ai dám động đến, anh muốn cho ai chết? Hạ Tổng. Tôi. Hạ Văn Cảnh, sao anh lại ở đây? Cô không bị thương chứ? Tôi không sao. Không phải cô đang ở nhà đọc sách sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tên Trương Đào đáng chết này vẫn chưa tiết lộ thân phận của mình chứ? Cái đó không phải là vì tôi đọc sách xong rồi thấy anh vẫn chưa về, cho nên mới ra ngoài đi chơi với bạn thôi. Sau này nếu như còn đến mấy nơi thế này thì cứ gọi tôi, để tránh gặp phải mấy thứ rác rưởi không an toàn. Hạ Tổng, tôi sai rồi. Anh tha cho tôi một lần đi. Câm miệng. Anh tha thứ cho tôi một lần đi mà. Hạ Tổng, xin lỗi vợ tôi. Vợ hả? Thời đại tiểu thư, tôi sai rồi. Là tôi không cần thể diện. Được rồi. Còn không mau cút đi. Dạ. Vừa nãy sao Trương Đào lại gọi anh là Hạ Tổng? Tôi cũng không biết tại sao anh ta lại gọi như vậy nữa. À đúng rồi, mới nãy sao anh ta cũng gọi cô là thời đại tiểu thư? Không phải tôi cũng họ Thời sao? Anh ta chỉ là đang chế nhạo tôi thôi, cùng họ với thời đại tiểu thư, nhưng số mệnh lại không được vậy. Thời tiểu thư nếu mà có thể ưng được người như vậy thì vận mệnh cũng không tốt đến đâu đâu. Tôi cảm thấy chắc là thời đại tiểu thư như cô ấy cũng rất ghét cái tên như vậy thôi. Sao cô biết? Tôi đoán vậy. Không phải chúng tôi đều là phụ nữ à? Ninh Ninh, giới thiệu cho tôi đi. Anh ấy đẹp trai quá. Lần này cô lời to rồi.
Người này là... chính là Hạ Văn Cảnh. Người này là sếp của Hạ Văn Cảnh, Khương Tổng. Người này... À, tôi là đồng nghiệp của anh Cảnh. Đồng nghiệp của anh có bình thường không? Bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Tôi và anh Cảnh đều làm công cho Khương Tổng. Đúng chứ, Khương Tổng? À, đúng rồi. Đúng rồi. Người này là... chính là bạn thân nhất của tôi, An An. Hôm nay mọi người khó có dịp tề tự, hay là ngồi xuống uống một ly đi. Hôm nay không uống được, trễ lắm rồi. Ngày mai còn có việc nữa, hôm khác rồi uống. À đúng, ngày mai là tôi chính thức đi thực tập rồi. Tôi cũng không thể đến trễ được. Được rồi, vậy các anh uống được không? Tất nhiên là được rồi. Hay là anh Cảnh, anh về trước đi. Tôi và Khương Tổng ở lại đây uống vài ly. Vậy anh về trước đi. Vậy chúng tôi đi trước đây. Nhớ chú ý an toàn. Tôi đã chuẩn bị cho cô một món quà. Quà? Ừ. Quà nhận việc. Vậy mà anh lại chuẩn bị quà cho tôi sao? Đây không phải là trái tim biển cả trị giá 1 tỷ à? Cô biết à? Tất nhiên là tôi biết rồi. Sáng nay tôi có xem tin tức đó. Đây không phải là món trang sức được đấu giá sao? Anh lấy đâu ra tiền? Không phải, đây là đồ giả thôi. À, đồ giả hả? Sao mà tôi mua nổi đồ thật chứ? Cũng đúng. Nhưng mà đồ giả này chế tác cũng tinh xảo phết. Thích không? Thích chứ. Cô không chê là đồ giả sao? Đây chắc chắn là món tốt nhất anh có thể tặng tôi. Sao tôi có thể chê được chứ? Đẹp không? Đẹp quá luôn. Ngày mai tôi sẽ đeo đi làm. Được. Lưu Chí Đức, tổ trưởng tổ thiết kế. Các vị, tôi tuyên bố một tin. Trần Quang, nhân viên thiết kế. Tiểu Hà, nhân viên thiết kế. Đại tiểu thư của tập đoàn Thời Thị sắp đến công ty chúng ta để thực tập rồi. Nghe tin tức của Thời Gia, còn là cố ý đổi tên để đến đây nữa. Nghe nói Thời Gia sắp kết thông gia với Hạ Gia rồi. Vậy đại tiểu thư của Thời Gia sau này không phải cũng là phu nhân CEO của chúng ta rồi sao? Vậy chúng ta phải chăm sóc thật tốt vị phu nhân CEO này rồi. Phu nhân CEO chỉ cần vui vẻ, nó không chừng chúng ta còn có thể được tăng lương, được thăng chức. Thời Di Di, nhân viên của tập đoàn Hạ Thị, trưởng bộ phận lương. Thời đại tiểu thư, nào, để tôi giới thiệu với cô. Đây là Trần Quang và Tiểu Hà, nhân viên của bộ phận chúng tôi. Vị này chính là đại tiểu thư của tập đoàn Thời Thị, Thời Di Di. Tập đoàn Thời Thị. À Di Di, chào mừng cô đến với tổ thiết kế chúng tôi. Đây là bàn làm việc của cô. Sau này nếu có việc gì thì cứ hỏi hai chúng tôi là được. Khó trách lúc phỏng vấn lại thuận lợi như vậy. Bọn họ lại xem mình là thiên kim của Thời Gia. Các cô đó nhất định phải chiếu cố Di Di cho tốt. Tổ trưởng, anh cứ yên tâm. Vậy thì Di Di, buổi tối có tiện cùng nhau ăn bữa cơm không? Được thôi. Này, vậy cô muốn đi đâu? Gần đây có nhà hàng nào ngon nhất nhỉ? Tất nhiên là Ngựa Cảnh Viên rồi. Vậy đến Ngựa Cảnh Viên đi. Được. Tối nay tan làm rồi, hai người cùng đi ăn chung luôn đi. Cảm ơn tổ trưởng. À đúng rồi, lát nữa có một người mới tên là Thời Ninh, các cô cũng hướng dẫn nhé. Được. Vậy các cô cứ nói chuyện đi. Di Di, đây chính là sợi dây chuyền trái tim biển cả đó sao? Cái này, nghe nói trái tim biển cả đã được một nhà giàu trong nước mua được rồi, còn ra giá 1 tỷ đô để lấy về đó, không ngờ lễ trên người cô. Trái tim biển cả gì? Cái gì mà 1 tỷ đô? Cái này chỉ là mình mua đại thôi mà. Cái này, đây là do Hạ Tổng của chúng tôi tặng cô phải không? Di Di, tôi thật hâm mộ cô quá đi mất. Đúng. Chào mọi người. Tôi tên là Thời Ninh, là thực tập sinh mới đến của bộ phận thiết kế. Trùng hợp vậy sao? Hai người đều họ Thời hả? Hai người chắc không phải là người một nhà đó chứ. Tôi là con một. À, hóa ra chỉ là cùng họ thôi nhỉ. Chỗ ở trong góc đó là bàn làm việc của cô. À, được. Cũng hơi khác rồi. Di Di, cô có muốn uống cà phê không? Được thôi. Người mới đến, cô đi rót cà phê cho Di Di đi. Cô đi rót cà phê cho Di Di đi. Gọi cô đó Thời Ninh. Lỗ tai bị điếc hả? Cô ấy muốn uống cà phê,
Sao không tự mình động tay đi pha đi? Di di của chúng ta là Thiên Kim đại tiểu thư, chút chuyện giặt giảnh này sao có thể để cô ấy tự mình làm được? Đúng vậy. Quá ra đây là đại tiểu thư được cấp trên chuyển đến đây làm việc hả? Chỉ có cô rảnh nhất. Cô không đi thì ai đi? Tôi đến đây để làm thiết kế, không phải đến làm tạp vụ. Thiết kế à? Cô xem bản vẽ thiết kế có hiểu không? Một thực tập sinh không hề có chút kinh nghiệm làm gì. Kêu cô đi pha cà phê là cho cô cơ hội rồi, còn không mau đi đi. Kệ đi, vừa mới đến, nhìn một chút cho trời yên biển lặng. Phòng trà nước ở bên kia. Di Di, đây là túi sách mẫu mới của Ái Gia sao? Đẹp quá đi mất. Nè, cà phê của cô nè. Nóng quá vậy? Cô muốn bỏng chết tôi hả? Di Di, cô không sao chứ? Một chút gì cũng không làm được. Lóng ngày lóng ngóng. Cô có được tích sự gì không? Là tự cô ấy làm đổ ra tay. Cô xảo biện nữa, mau dọn dẹp chỗ sàn nhà bị dơ đi, rồi pha ly cà phê khác qua đây. Không được tích sự gì. Giống đây đi con đường không chân chính gì để vào đây rồi, thì còn được tích sự gì chứ? Cô đừng có nói lung tung. Tôi là phỏng vấn rồi mới vào nhận việc đó. Công ty chúng tôi giống dĩ chỉ tuyển nhà thiết kế mới. Người trong danh sách chỉ có Di Di thôi, mà cô cũng xuất hiện nữa. Nếu như nói cô không đút lót gì đó để đưa cửa sau thì ai mà tin chứ? Người bây giờ để đi đường tắt cũng không tiếc phải bán mình luôn mà. Nhìn thì cũng khá ngoan ngoãn đó, sao lại làm ra chuyện như vậy được thế? Các cô đây là đang bịa đặt. Đây mà là bịa đặt cái gì? Tuổi tác còn trẻ vậy, dám làm mà không dám giận hay sao? Tôi không làm sao tôi phải giận chứ? Ai tố cáo thì người đó đưa bằng chứng. Các cô có bằng chứng hay không? Chuyện này còn cần bằng chứng gì chứ? Nè, sao cô cũng đeo trái tim biển cả vậy? Sao cô cũng đeo sợi dây chuyền trái tim biển cả vậy? Cái này vừa nhìn đã biết đồ giả rồi. Thân là nhà thiết kế, không biết xấu hổ lại đeo đồ giả, đúng thật là mất mặt. Trái tim biển cả hàng thật, trị giá đến hàng tỷ đô. Chỉ dựa vào đồ nhà quê như cô, trên người toàn hàng chợ rẻ tiền, sao mà mua nổi chứ? Của tôi là... là cái gì? Không phải là cô định nói đây là thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng nào đó chứ? Nói xạo thì cũng có chừng mực thôi. Nhìn thì cũng giống tác phẩm của nhà thiết kế Selina đó. Chỉ chẳng qua là bắt chước cũng quá hạ cấp rồi. Nhà thiết kế Selina trước giờ chưa từng thiết kế loại quần áo thế này. Tôi chính là... Kệ đi. Cho dù nói với họ mình là Selina, bọn họ cũng sẽ không tin đâu. Nè, cô làm gì vậy? Cô trả dây chuyền lại cho tôi. Tránh ra. Gì gì? Cái này với sợi dây chuyền của cô, sao lại nhìn như là giống như đồ chợ vậy? Cái này còn tỉ mỉ hơn nữa, sao có thể chứ? Trời ơi, đưa tôi. Đều đeo đồ giả cả. So sánh cái gì? Ai đeo đồ giả chứ? Đúng, Di Di sao có thể đeo đồ giả được? Cô có biết là trái tim biển cả nhìn ra làm sao không? Di Di của chúng tôi không thể nào đeo đồ giả được. Trái tim biển cả vốn nổi tiếng là nhờ những viên đá ngọc bích chưa mài. Viên ngọc bích này của cô vừa nhìn đã biết là dụng lực quá mạnh, cho nên vết cắt mờ nhạt. Quá ra là như vậy. CEO đối với cô thật tốt. CEO, cô chính là người phụ nữ của Hạ Tổng à? Biết rồi thì tốt. Đây chính là quà mà Hạ Tổng tặng cho Di Di đó. Nếu như cô dám chọc giận Di Di, có tin là Di Di sẽ mét với CEO cho cô thu dọn đồ đạc, cuốn xéo khỏi đây không? Được thôi. Vậy các cô gọi CEO qua đây đi. Không được. Tại sao lại không được? Anh ấy bận trăm công nghìn việc, không thể chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền anh ấy được. Kệ đi, tôi lười so đo với cô. Trời ơi, Di Di, nếu như anh ấy biết tôi ở tổ thiết kế bị người khác bắt nạt, nó không chừng là sẽ đổi hết người trong tổ thiết kế đi mất. Đúng, đúng là Di Di suy nghĩ chu đáo. Chút chuyện nhỏ này vẫn đừng nên làm phiền đến CEO. Di Di tốt bụng, lần này không so đo với cô. Nếu như mà còn có lần sau thì cô cứ chờ xem. Tôi còn là lần đầu tiên đến ngự cảnh viên đó. Không gian này thật là tốt quá. Nhờ phúc của Di Di cả. Nếu không thì chúng ta làm gì có cơ hội đến đây ăn cơm. Chỗ này cũng là sản nghiệp của Hạ Thị. Di Di chắc là cũng thường đến đây ăn cơm nhỉ? À đúng rồi, tôi cũng sắp ăn đến ngán rồi. Vậy nếu như mọi người chưa từng ăn thì cứ thử chút cũng được. Di Di, cô đối với ngự cảnh viên chắc là quen thuộc nhất rồi. Vậy thì cô gọi món đi. Sao lại đắt tiền vậy chứ? À hay là tổ trưởng chọn đi. Anh muốn ăn gì thì cứ chọn món đó là được. Không không không, cô chọn đi. À vậy thì để Thời Ninh gọi đi. Chắc chắn cô ấy chưa từng đến nhà hàng nổi tiếng như thế này. Không cần thực đơn đâu. Cho một phần bí ngô bát bảo, bào ngư Úc, thịt bò Úc xào dưa leo, với lại một phần gà xé măng nữa. Với trang thứ hai của thực đơn, mỗi thứ mang lên một phần. Mỗi người một phần tổ yến nữa. Được ạ. Thời Ninh, cô đừng có gọi bừa.
Vị khách này gọi đều là những món ngon nhất của Ngự Cảnh Viên. Sao cô biết những món đó là món ngon nhất? Chắc là hồi trước thời Đinh từng làm phục vụ ở đây nhỉ? Quá ra là từng phục vụ hay sao? Khó trách. Ở chỗ các anh có rượu gì không? Có, thưa tiên sinh. Lấy chai rượu 30 vạn này đi. Được ạ. Tổ trưởng, anh mời chúng tôi uống rượu 30 vạn hả? Sao mà tôi mời nổi chứ? À, Ngự Cảnh Viên là do Di Di tiểu thư nói muốn đến mà. Vậy thì bữa hôm nay chúng ta phải cảm ơn Di Di tiểu thư rồi. Ra là Di Di mời à? Cảm ơn Di Di. Di Di, tôi nghe nói kem đối lửa của họ một phần là 2 vạn, có thể gọi được không? Kem gì mà đắt tiền vậy? Tôi cũng muốn thử. Di Di tiểu thư sao lại không nói gì vậy? Không phải là không trả nổi chứ? Thời Ninh, Di Di sao mà không trả nổi được? Đúng không Di Di? Thời Ninh, cô đừng có ăn nói lung tung. Mọi người muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái đi. Di Di thật hào phóng. Tôi đi gọi điện thoại cái đã. Tôi đi vệ sinh. Thời Ninh, cô đi theo tôi làm gì? Tất nhiên là tôi sợ cô bỏ về rồi. Sao có thể chứ? Tối nay em đi ăn với đồng nghiệp. Có gói thức ăn đem về cho anh nữa. Được. Xong rồi thì gọi cho anh. Anh đến đón em. Ừ. Được thôi. Chào thời đại tiểu thư. Giám đốc Lâm, lâu quá không gặp. Cô vẫn còn nhớ tôi sao? Ông tôi thích ăn đồ ăn ở Ngự Cảnh Viên như thế. Tất nhiên là tôi nhớ ông rồi. Nói như vậy hôm nay cô đến đây cùng với lão gia sao? Vậy thì tôi phải đến gặp lão gia rồi. Trời ơi, không phải như vậy đâu. Hôm nay tôi qua đây ăn với đồng nghiệp. À đúng rồi, giám đốc Lâm, ông giúp tôi gói mấy món đồ ăn ngon để lát nữa tôi mang về nha. Được. Cảm ơn ông. Xin phép tôi đi vệ sinh chút. Tôi đi trước nha. Xem đầu óc tôi này, anh già quên mất chuyện kia rồi. Alo, giúp tôi kiểm tra thời tiểu thư dùng cơm ở bàn nào vậy? Chuyện gì vậy? Hình như chúng ta không có gọi nhiều món như vậy mà. Có phải lên món sai rồi hay không? Mấy món này nhìn cũng ngon lắm. Lên sai món cũng không sao. Chúng ta có thể gói mang về không? Đúng, thật là cảm ơn Di Di. Đừng khách sáo. Di Di, cô cũng mau ngồi đi. Nào, chúng ta ăn cơm thôi. Để lát nữa thì đồ ăn nguội hết. Di Di tiểu thư, có thể thanh toán được rồi. Đồ vô dụng, sao còn chưa gọi điện thoại cho mình nữa? Di Di tiểu thư, chứ không phải là cô không trả nổi chứ? Ai không trả nổi hả? Thời Ninh, cô nói cái gì vậy? Di Di, cô mau trả tiền đi, cho cô ấy một cú tát vào mặt. Chứ cần cô xin lỗi tôi, nói rõ ràng chuyện hồi sáng. Tôi sẽ thanh toán bữa này cho. Thế nào? Đồ trên người cô, trên dưới cộng lại, còn không đắt tiền bằng đôi khuyên tai của tôi nữa. Cô lấy gì trả? Vậy thì cô trả đi. Tôi đi gọi điện thoại. Cô chắc không phải muốn thừa cơ chạy trốn chứ? Thời Ninh, cô bớt ở đây nói năng lung tung đi. Di Di, cô cứ ở đây gọi điện thoại đi, không phải vội. Nhấc máy đi. Nhấc máy đi chứ. Xin cho hỏi vị nào là thời tiểu thư ạ? À, ở đây. Thời tiểu thư, đây là hóa đơn, tổng cộng là 42 vạn. Hối cái gì mà hối? Anh biết tôi là ai không? Thời tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Đây là thẻ đen cao cấp nhất của Ngự Cảnh Viên chúng tôi. Xin tặng cho cô. Sau này cô đến ăn cơm Ngự Cảnh Viên thì sẽ được miễn phí, không có giới hạn. Cho tôi sao? Đúng vậy. Đương nhiên là cho cô rồi. Chứ không lẽ lại cho cái người không hiểu phép tắc kia sao? Hâm mộ Di Di thật đó. Thẻ đen này chắc chắn là được dùng rất nhiều lần. Cũng tạm. Vậy bữa cơm này của chúng tôi cũng được miễn phí sao? Đương nhiên rồi. Thời tiểu thư là khách quý của Ngự Cảnh Viên chúng tôi. Nếu cô có cần gì thì lúc nào cũng đến để tìm tôi. Vậy tôi không làm phiền cô và bạn bè cô nữa. Đây chính là thẻ đen trong truyền thuyết đó sao? Thật không ngờ tôi có cơ hội được nhìn thấy. Thật hâm mộ cô quá Di Di. Chỉ là một tấm thẻ thôi mà. Sau này nếu như mọi người muốn đến thì cứ nói. Cảm ơn Di Di. Cảm ơn Di Di. Sau này tổ thiết kế chúng ta đều phải nhờ vào Di Di chiếu cố rồi. Nào 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 nào, chúng ta mời Di Di tiểu thư một ly đi. Thời Ninh, cô còn ngay ra đó làm gì? Còn không đi lấy ly rót rượu cho mọi người đi.
Đổi biệt danh từ khi nào vậy? Alo, chồng của Thời Ninh à? Chúng tôi đang ở Ngự Cảnh Viên, cô ấy sai rồi. Anh mau đến đón cô ấy đi. Nè cô làm gì mà cướp điện thoại của tôi? Cô nói năng cẩn thận chút, cái gì mà cướp chứ? Tổ trưởng, anh xem cô ấy kìa. Tôi chỉ là muốn xem thử chồng cô ấy ra làm sao thôi, để cô ấy nhìn rõ thôi. Tuổi tác chứ còn nhỏ, mà sao nói chuyện khó nghe quá. Thời Ninh, cô đừng có nhỏ nhen như vậy. Mọi người cũng chỉ là vì muốn tốt cho cô thôi. Tốt cho tôi? Các người rốt cuộc là vì muốn tốt cho tôi, hay là muốn thỏa mãn sự tò mò hóng hớt của bản thân? Nếu như các người thật sự muốn tốt cho tôi, thì anh cho tôi mấy trăm vạn đi. Tổ trưởng, anh nhìn cô ấy đi, đã nghèo thì thôi, còn ăn dạ với chúng ta nữa chứ. Ai ăn dạ hả? Không phải các người nói là vì tốt cho tôi sao? Cô, Thời Ninh, không ngờ cô mới tốt nghiệp đã kết hôn rồi. Thời Ninh, chồng của cô nhìn như thế nào? Có đẹp trai không? Lát nữa giới thiệu cho chúng tôi biết với. Chồng tôi đẹp trai không thì liên quan quá gì đến cô? Cô, cảm ơn chị đã mời nha. Đi đây. Tổ trưởng, Di, mọi người nhìn cô ta kìa. Sau này tôi phải dạy dỗ lại cô ta. Nè, người cảnh viên này có thể hát karaoke nữa. Tối nay tôi mời mọi người hát karaoke nha. Hy vọng Di tiểu thư có thể chung vui. Được. Gói đem về nhiều đồ ăn như vậy, chắc chắn sẽ có món văn cảnh thích ăn. Sếp đi thông thả. Sếp đi thông thả. Văn cảnh. Bọn họ đây là... À, Khương Tổng vừa mới đi. Bọn họ ra đây để tiễn Khương Tổng. Sao em không thấy Khương Tổng đâu vậy? Anh ấy vừa mới đi rồi. Mọi người về trước đi. Không phải nói là em say rồi sao? Sao em không đợi anh đến đón? Trời ơi, em vốn đâu có uống rượu đâu. Bọn họ lừa anh thôi. Em ở công ty bị người ta ăn hiếp hả? Không có. Chuyện nhỏ thôi mà, tự em có thể giải quyết được. Nếu như có chuyện gì thì em cứ nói với anh. Được, chúng ta cũng không phải trẻ con nữa. Lo cho em vậy à? Nếu như em có chuyện gì không giải quyết được thì em sẽ nói với anh. Hạ Tổng, đừng có gọi lung tung. Tên tên, em còn mang đồ ăn về cho anh nữa nè. À đúng rồi, chắc là anh đã ăn tối với Khương Tổng rồi đúng không? Không có. Khương Tổng bàn việc với người ta, anh làm gì có cơ hội ngồi chung bàn chứ. Vậy chúng ta đem về hâm nóng lại ăn đi. Được. Đồ ăn ngon như vậy, anh phải ăn thật ngon mới được. Đi. Đi. Chào hai người. Ông ấy đang chào ai vậy? Chào anh hả? Không phải đâu. Anh không quen ông ấy. Em cũng không quen ông ấy. Chắc là nhận nhầm người rồi. Chúng ta mau đi thôi, đi. Chúng ta đi thôi. Hạ Tổng, Thời Đại tiểu thư. Hai người làm sao mà tôi càng gọi thì càng chạy nhanh vậy? À đúng rồi, Thời Đại tiểu thư. Ừ, hai người sao lại khoác tay nhau rồi? À, ông nhận nhầm người rồi. Thời Đại tiểu thư mà ông nói đang ở trong phòng kia đó. Tôi chỉ là tài xế thôi, sao dám nhận danh xưng Hạ Tổng gì đó chứ? Chắc là ông định tìm Khương Tổng hả? Khương Tổng đã đi rồi. Xin lỗi nha. Không sao. Cái đó, nếu mà ông tìm Thời Đại tiểu thư thì ông cứ đi đến phòng riêng đó tìm là gặp. Còn nếu như ông muốn tìm sếp của tôi thì ông có thể gọi điện thoại thẳng cho trợ lý của anh ấy. À, được. Vậy nếu như không có việc gì nữa, chúng tôi đi trước đây. À, quý khách đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại ghé. Cảm ơn. Văn cảnh, chúng ta đi thôi. Được. Nè, Đại tiểu thư, để tôi tiễn cô. Trời ơi, vừa nãy là Thời Ninh sao? Người đi theo phía sau không phải là chồng mà cô ấy nói đó chứ. Đáng tiếc là không nhìn được mặt. Nhưng mà nhìn dáng vẻ cũng cao ráo thật. Di, cô có nhìn thấy không? Tôi nhìn thấy rồi, chính là lão già hơn 50 tuổi đó đó. Cái gì? Di, chắc không phải cô nhìn nhầm rồi chứ. Di, sao mà nhìn nhầm được? Tôi nhìn thấy rõ ràng, chính là lão già đó. Có trách, chúng ta chỉ là gọi chồng của cô ấy đến mà cô ấy đã tức giận như vậy rồi. Hóa ra là được đại gia bao nuôi, cũng tự biết mất mặt cho nên không dám nói. Nhưng nếu lỡ là người nhà của cô ấy thì sao? Di, cô quá ngây thơ rồi. Cái loại như Thời Ninh, là cô nhi không cha không mẹ vừa tốt nghiệp, chắc chắn là được đại gia bao nuôi rồi. Thêm nữa là chính miệng Thời Ninh thừa nhận là chồng của cô ấy mà. Trời ơi, nếu mà tôi nói
Thời Ninh này chỉ là chấp nhận sa ngã, chịu đi theo ông già đó, thì còn không bằng đi theo tổ trưởng của chúng ta đây. Tổ trưởng của chúng ta tuổi không còn trẻ, nhưng vẫn tốt hơn lão già đó nhiều. Đừng nói lung tung, đi karaoke thôi. Nè. Cảm ơn. Nè, ăn cái này đi. Đi làm ngày đầu tiên để bắt tăng ca, đúng là vô nhân tính. Nếu như không phải là công việc quan trọng thì để mai rồi làm. Em mới vừa đi làm ngày đầu tiên, làm sao được giao việc quan trọng chứ. Cũng không biết tại sao bọn họ lại chống đối với em như vậy nữa. Ghét không cần lý do, thích thì mới cần. Nếu như em không muốn đi làm thì đừng đi nữa. Vậy thì làm sao được chứ. Em không thèm lâm trận bỏ chạy đâu. Thêm nữa, nhà mình cũng phải có người kiếm tiền chứ. Có tiền nhưng không thể tiêu xài quang minh chính đại, thật khổ sở quá mà. À đúng rồi, Khương Tổng cảm thấy năng lực làm việc của anh rất tốt, nên muốn giữ anh lại bên cạnh, học hỏi thêm, lại còn tăng lương cho anh nữa. Thật sao? Ừ. Tăng bao nhiêu? 3.000. Vậy bây giờ lương mỗi tháng của anh là được 6.000 rồi. Ờ. Đỉnh quá. Như vậy anh đó, ăn thêm nữa đi. Em đi xử lý công việc đã. Để em xử lý công việc xong rồi em sẽ chuẩn bị quà cho anh. Được. Chân Cảnh, xong việc rồi à? Anh mau mặc đồ vào đàng hoàng đi. Thế nào, không dám nhìn hả? Vợ chồng hợp pháp, em có gì mà không dám nhìn chứ. Em nhìn đó thì sao? Chỉ nhìn không thì sao mà đủ? Hay là sờ thử đi. Ai thèm sờ anh chứ. Người nào đang đỏ mặt thèm sờ đó. Em không có đỏ mặt. Anh đừng nói lung tung. Anh... Đợi đã. Chỉ vậy rồi đi hả? À đúng rồi. Nếu mà anh được thăng chức rồi thì cầm thẻ này đi mua cho mình 2 bộ đồ đẹp đẹp đi. Anh cười cái gì? Lần đầu tiên có người đưa thẻ cho anh đó. Trước đây lúc anh làm mẫu nam, không có ai đưa thẻ cho anh hả? Không có. Anh rất biết giữ mình trong sạch đó, biết không hả? Em không tin. Anh chỉ cho em xem thôi. Miệng lưỡi dẻo quẹo à. Trong thẻ này không có nhiều tiền, nhưng đã là một nửa tiền tiết kiệm của em rồi đó. Anh nhất định phải cố gắng làm việc. Tuân lệnh. Ninh Ninh, ba mẹ tôi muốn tôi tiếp xúc với vị thiếu gia của Hạ gia. Chắc là cũng muốn kết hôn gia. Đại thiếu gia của Hạ gia là tên đàn ông xấu, thì nhị thiếu gia tốt đẹp cỡ nào chứ? Vậy thì cũng chưa chắc. Tôi nghe nói nhị thiếu gia và đại thiếu gia là cùng cha khác mẹ. Nhìn dáng vẻ cũng được lắm, nhưng mà cuộc sống cá nhân hơi loạn, vậy thì càng không thấy được. Nếu bây giờ cô chấp nhận hôn nhân vì lợi ích như vậy, sao lại cuộc sống hôn nhân cả đời của cô đều sẽ phải gắn với lợi ích đó? Ninh Ninh, tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao cô lúc đó lại chống đối việc này như vậy. Nhưng mà bây giờ cô tốt rồi, anh chàng mong đẩy nhà cô còn đúng thật là báu vật của nhân gian. Cái đó thì đúng. Khóe miệng của cô cười không khép nổi. Nói, vừa nãy cô đã làm gì rồi? Vừa nãy tôi đi đưa thẻ cho Văn Cảnh. Đợi đã, hình như tôi đưa nhầm thẻ cho anh ấy rồi. Trong thẻ mà tôi đưa cho anh ấy hình như có tới mấy tỷ lận. Tôi không nói nữa, tôi cướp máy trước nha. Tiêu rồi. Đúng là đưa nhầm thẻ thiệt rồi. Nếu như mà anh ấy quẹt thẻ, không phải sẽ phát hiện ra rồi sao? Thân phận mình sẽ bị bại lộ mất. Trời ơi, phải làm sao đây? Mình phải nhân lúc anh ấy đang ngủ, mau chóng đổi lại tấm thẻ mới được. Hà Văn Cảnh, anh ngủ chưa?
ngủ rồi thì tốt. Sao mà chỗ nào cũng không có gì? Anh có thể giấu thẻ ngân hàng đi đâu được chứ? Dưới gối hả? Em đang tìm gì vậy? Thẻ ngân hàng. Nè anh tỉnh từ lúc nào vậy? Nửa đêm nửa hôm mò vào phòng anh, có phải có ý đồ gì với anh không? Ai có ý đồ gì với anh chứ? Là anh kéo em nên em mới ngã xuống được chưa? Anh thả ra. Người bị người ta nửa đêm trèo lên giường là anh mà. Sao em lại xấu hổ? Ai xấu hổ chứ? Lỗ tai đỏ hết cả lên rồi, còn nói là không xấu hổ nữa. Coi khi nào rảnh thì cùng nhau ăn cá đi. Hả? Chứ em thấy anh cũng biết quăng lưới lắm đó. Đợi đã. Không cần thẻ ngân hàng nữa à? Hà Văn Cảnh, em đã cho anh rồi, tại sao còn phải lén lút đi lấy lại? Em đưa nhầm thẻ rồi. Em có nhiều thẻ lắm hả? Không, không phải. Chỉ là không cẩn thận nên lấy nhầm thôi. Anh đưa lại thẻ cho em đi. Thẻ này thì cho anh nè. Em căng thẳng cái gì? Trong thẻ này có nhiều tiền lắm hả? Không có. Đây là thẻ nhận lương của em. Thẻ nhận lương? Sao phải lén lút đi lấy lại? Ai mà lén lút chứ? Em quang minh chính đại đi vào đây mà. Được rồi, em còn chào anh nữa đó. Tại anh ngủ cho nên không nghe thấy thôi. Trời ơi, làm giật cả mình. Hà Văn Cảnh, cái tên lưu manh này. Thôi kệ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa, mình ngủ thôi. Được bao nuôi rồi mà còn đến đây đi làm nữa hả? Chắc để xây dựng hình ảnh người phụ nữ độc lập. Thật không ngờ cô ấy đối với lão già hơn 50 tuổi còn có thể cắn mãi không buông. Khó trách cô ấy ở công ty đến Di Di mà còn không thèm để mặt. Dù sao thì nếu có bị đuổi đi thì cũng có người nuôi mà. Nhìn cái gì mà nhìn, lo làm việc của cô đi. Nào, các cô xem đi. Đây là dự án tuần lễ thời trang lần này. Tổ thiết kế chúng ta trong vòng một tuần phải nộp bản thảo thiết kế. Dự án của tập đoàn Thời Thị, đây là dự án khó làm nhất. Di Di, Thời Ninh, mặc dù hai cô là người mới nhưng mà lần này cũng phải nộp bản thảo thiết kế. Được. Đặc biệt là Di Di, hãy làm tốt nhé. Di Di, dự án tuần lễ thời trang lần này có cô thì nắm chắc 10-10 rồi. Cuối cùng chúng ta không cần bị giày dò nữa. Giày dò? Di Di, đó là dự án của nhà cô mà. Cô không biết sao? Tôi vẫn luôn du học ở nước ngoài. Vừa về nước không bao lâu, vẫn chưa tiếp xúc với việc kinh doanh của gia đình. Vậy các cô mau nói cho tôi biết đi. Hóa ra là như vậy. Trước đây chúng ta từng hợp tác với tập đoàn Thời Thị. Người phụ trách của bọn họ cực kỳ kén chọn. Một bản thảo thiết kế bà phải sửa đến 180 lần. Cuối cùng vẫn không giành được hợp đồng. Nghe nói là Selena đã giúp bọn họ hoàn thành bản thiết kế cuối cùng. Mỗi lần không ký được hợp đồng, tổ trưởng của chúng ta như phát điên vậy, cứ đè đầu ra chất vấn. Nhưng mà lần này có Di Di, chúng ta nhất định có thể trở mình. Đúng, Thời Thị là sản nghiệp của nhà cô. Nếu như lần này cô lấy được hợp đồng, CEO chắc chắn sẽ rất vui. Di Di cần gì phải nhờ vào việc này để làm vui lòng CEO? Di Di của chúng ta dù gì cũng là phu nhân CEO tương lai mà. Nè, đúng rồi Di Di, CEO rốt cuộc là nhìn ra làm sao? Các cô đều chưa từng gặp à? Di Di cô không biết hay sao? Lúc CEO đi làm, đều ngồi xe riêng, đi thang máy VIP, lên thẳng phòng CEO. Sao mà chúng tôi gặp được? Có chức cao lắm, cũng phải có tên trong danh sách dự họp thì mới gặp. Anh ấy rất dịu dàng, rất chu đáo, đẹp trai nữa. Đối xử với tôi cũng tốt.
Thật là hâm mộ cô mà. Di Di, Di Di, cuộc họp tập đoàn lần này cô có thể đưa chúng tôi cùng tham gia không?